Chào các anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Nay là chiều thứ bảy ngày 12 tháng 3 2022. Thì mình đang gói đèn anh em. Gói đằng kia được cục rồi. Giờ mình gói thêm hai cái CD 80, à hai cái CD 60 à để gửi cho anh anh Nguyên ở ấp Đức Hiệp, xã Nhượng Đức, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Nhượng Đức Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh anh em thì anh, anh nguyên dặn hai cái đèn GD 60W thì hai cái này mình đang bán với giá cũ nha mọi người là 750 000 cái à, ngàn bộ ha thì anh em thấy này, cái đèn GD 60 mà loại 1 này á, thì nó y gan như là cái đèn trăm 200 300 luôn nhưng mà nó bé hơn thôi chứ mẫu mã này chang mọi người đó bây giờ thì À, mình xin nhắc lại cái cấu hình của CD 60W này à, cho anh em nghe ha. Đầu tiên là tấm pin. Tấm pin này. Đó, tấm pin to tổ trẻ ha. Tấm pin này là tấm pin 22W. Đó, cái tấm pin rất là to nhưng mà anh để có 22W thôi nha mọi người. Tấm pin 22W ha. Tấm pin sạc rất là là to luôn ha. Nhưng mà đề chỉ có 22W thôi. Đó. À, tiếp theo là cái sợi dây sạc anh em thấy sợi dây không hàng ZDL1 anh em sợi dây rất là to tướng nha Đó, dây rất là phê nha anh em to ha đây chất lượng ha à, bộ pin lưu trữ bên trong đây á, là 20 mươi giờ nha 20 giờ còn led á, thì um, nó có um, 156 con SMD 5730 ha 156 con SMD 5730 Đấy, em um, pin lưu trữ là 20BA giờ. Đó. Và nó cũng giống với lại những cái JD khác ở cái chỗ làm uh, có 1 2 3 4 5 uh, 5 con led báo sạc. Đấy. Um, mặt kính ha. Mặt kính rất là trong suốt. Cái chá thì rất là sâu ha. Đó uh, led 156 con nha anh em. Rồi uh, nhôm nguyên khối nha. Đấy anh em thấy không? Nhôm nguyên khối nè. được sơn tĩnh điện. Cực kỳ là sang trọng ha rất là sang trọng, đó, láng nè anh em thấy không? Đấy. mình quay ra nắng sáng cho anh em thấy nè. Đấy. đây có chữ zinian chính hãng nha, có dán tem bảo hành, zd anh em. anh em thấy cái 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 vấn đề sơn tĩnh điện rất là đẹp không? nhôm nguyên khó nha mọi người. đó và hiện tại pin, uh, đèn, remote, uh, tắt kích, uh, tắt kê ốc vít ha, rồi một cái ray, một cái ray nằm ở trong đây này, anh em thì cái đây nó nằm trong đây mình không có môi ra nha để nó đó, đó ha đó thì nguyên bộ giờ là 750 000 anh nguyên anh lấy hai bộ thì là một triệu rưỡi nha anh em một triệu rưỡi ha thì giá này mình bán mấy năm nay rồi đấy thì cái đèn này y gan như cái đèn mình đang treo ở đây nè anh em đó mình treo mấy năm nay rồi ha treo năm nay được 3 năm rồi anh em cái đèn nó từ 2021 bữa nay là 2020 chứ 2020 hôm nay là 2022 rồi Vậy là 3 năm rồi ha thì à, nó hoạt động ok nha mọi người Đó đó là CD 60W à, Cái đèn đó mình có thể quay phim luôn mọi người Có nghĩa là chỉ ánh sáng một cái đèn đó thôi Là mình có thể ở dưới đây mình quay phim được à, Cho anh em xem những cái video mà trước đây Là chỉ một cái đèn đó thôi Thì anh em thấy là Chất lượng của CD 60W này là, là là rất là đảm bảo nha anh em Rất là đảm bảo, ok ha Với lại hàng CD loại 1 thì anh em an tâm ha Cái này về nhà anh em chỉ cần Làm một công việc duy nhất cho mình đó là Tìm một cái đơn vị nào mà Ở một cái chỗ nào mà sáng thật là nhiều ánh sáng anh em để cái tấm pin này lên dù bắt ray hay không bắt ray gì không quan trọng à, anh em cứ quăng đại tấm pin này trên nóc nhà không bao giờ gió nó bay nha mọi người rất nhiều anh em nói suối quăng tấm pin nóc nhà gió bay mất không có đâu ta quăng nó nằm sát nóc nhà đừng có để nó lỏng chỏng lỏng chỏng thì nó bay nha nằm sát nóc nhà nó rất là nặng nha anh em nằm sát nó không có bọc gió không bay được cái tấm pin của mình mình quăng nóc nhà đó. À, và mình để ở cái nơi có nhiều nắng nhất thì mình đảm bảo với anh em cái đèn này sáng nguyên đêm nha Trái sáng nguyên đêm cho anh em sẽ thấy ha ở đây nãy mình kéo tới kéo luôn nó hơi bị ruột mình gắn lại ha gắn lại để, test cái vấn đề nó sạc cho anh em xem đấy đấy thì bây giờ nó đã sạc rồi nè thấy không à, chế độ sạc đã ok nha à, chế độ sạc ok mọi người đó thì mình cũng nói với anh em luôn đó là ở đây mình gắn nó vô rồi đó nhiều anh em nói giờ anh gắn vô khó quá hoặc là không vô được thì anh em cố gắng giùm mình ha tại vì đây mình đã gắn vô rồi thì về nhà anh em hiển nhiên là gắn vô tại anh em chưa cố gắng thôi ha đây thôi bây giờ mình sẽ tiến hành test đèn nha anh em à, bây giờ mình dùng cái remote thứ nhất mình bắt ok ok ha hai cái đèn này sử dụng remote giống nhau cho nên chúng ta bấm một cái này xong anh ta dẹp đi rồi lấy cái khác bấm tiếp ha gọi bấm ok ok đó anh em thấy ban ngày mà ánh sáng nó ok không đó ban ngày đó anh em đấy thì nói chung là đèn dưới 60 sáu mươi này à, giống như cái đèn của mình bấm bấm cái đèn mình được luôn nè thấy không đó, đèn bấm đó luôn ha họ giống nhau à Đấy. ok ha Đấy. vậy là chế độ sạc đã đã xong ha hai đầu cũng đã xong và hai cái đèn cũng đã đã cháy sáng ok nha bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng ngược gói trở lại và mình uh, gửi tới cho ông anh anh nguyên ở um, Nhận đức củ chi thì uh, tuần trước mình uh, cũng vừa đi củ chi anh em cũng đi xã Nhận đức luôn ha ở trên đó có một trung tâm uh, thi uh, sát hành lái xe lớn lắm mọi người. Đó, trung tâm thật là lớn luôn mình không, hay không biết trung tâm nó tên gì nhưng mà nó lớn lắm mình cũng có lên trảnh đã, đã đã biết xã nhân đức luôn ha hình như nó cũng ở xã nhân đức luôn á đấy thì đường đi củ chi thì anh em biết rồi củ chi gọi là cái gì à, thành gì thành đồng gì đó ha đất thép thành đồng gì đó rất là nắng nha mọi người rất là nắng đất củ chi rất là nắng cho nên là anh em mà treo mấy cái đèn năng lượng này nè là nếu mà ở Củ Chi là có lời đó anh em tại vì nắng nhiều lắm anh em làm những cái hệ mà bán điện hồi xưa đó, anh em làm ở mà anh em ở Củ Chi hoặc là Bình Dương Bình Phước đó thì điện lúc nào cũng nhiều hơn người ta mọi người và anh em đừng có bỏ cái ánh nắng mà nó rớt đất vậy uổng lắm nha chúng ta nên lấy những cái tấm pin này hứng ha <laughs> hứng để xài đèn này ha hoặc là xài những cái hệ giống như mình hệ quà lưới bán điện với nhà mình nha anh em đó nhưng mà bây giờ nó không có mua điện nữa thì chúng ta có thể làm những cái hệ độc lập để xài điện ha để có điện xài ha còn làm như thế nào thì anh em cứ nghiên cứu trên kênh mình hoặc là những cái kênh khác để chúng ta tận dụng được cái nguồn năng lượng mặt trời nha mọi người thôi thì anh em bây giờ mình sẽ đóng ngược lại để mình gửi về cho anh Nguyên ở củ chi nha thì anh em nào mà đam mê những cái đèn này thì cứ liên hệ qua zalo 076 687 4311 nha anh em nào mà yêu thích kênh nhớ cho kênh miền tây Solar la một cái đăng ký kênh nha anh em mình luôn luôn còn hàng để gửi cho anh em ha anh em nào yêu cầu thì cứ nhắn qua zalo anh em cứ nhắn một cái hoặc là gọi nhá một cái cũng được đó mình sẽ check zalo mọi lúc mọi nơi để gửi hàng cho anh em nhanh nhất nha đó thì thôi tới đây xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những video lần sau thì mình nhắc lại là hàng cd loại 1, loại 2 mình đều còn mk mình đều còn ha đặc biệt mk mình đang bán giá rất hời so với thị trường thị trường thì mk đang lên giá rất nhiều nhưng mà mình thì vẫn giữ giá nguyên đó và bán cho anh em đó anh em nào đam mê thì cứ liên hệ mình ha thôi xin chào anh em nha hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo